mọi người thấy những ngày cuối tuần ở Hòn Rơm Mũi Né các bạn. Đó, khách là coi như xếp hàng xe luôn bạn ạ. Không có gì hơn mong mọi người thêm video và nhớ ủng hộ kênh nha các bạn. Đó, các bạn thấy hai bên xe đồ khách là du lịch đồ đi để đắt luôn. Hôm nay mình sẽ đổi không khí mát rồi ra ngoài đây ăn dĩa hải sản rồi review cho mọi người xem được. Để đi tới đây ăn dĩa hải sản các bạn. Nói chung là Tết nhất rồi đổi món. Ngon quá bạn ạ. Ơi, đậu quá. Đây mọi người. Đó, bây giờ ra ngoài để ăn ngoài biển, ăn hải sản tươi cho mọi người xem. Nói chung là những ngày mệt mỏi rồi, chả chết rồi. Có gì hơn cảm ơn mọi người qua xem video, chia like, chia sẻ cho mọi người nha. Đó, bạn biết không, ở đây là khu nghỉ dưỡng Mũi Né, Hòn Rơm. Đó, bà thân, rất là đồng đen mà. Giờ này các bạn biết là chưa ai hát rồi. Mới ăn nhậu à, chưa hát. Và với rồi những món hải sản tươi sò thơm ngon quá bạn. Rồi hải sản cá rồi bạn thấy thơm hùng mình nãy không rốn mà. Đây thường là bán thao không bạn. Dễ sống luôn các bạn thấy không? Đó. Đốn tìm luôn á. Đó các bạn không? Có một bốn hút. Ăn thôi. Ô, quá rồi bốn luôn. Ăn nó bạn nào. Không, con nào nấy rồi đã. Rồi. Ngon quá chưa? Cái này mình có bán lẻ không cô? Có cô. Hả? Có. Có bán lẻ hả? Có còn tóc nè. Cái dĩa này bao nhiêu một dĩa vậy cô? Dĩa này 30. Mấy? 30. Vậy hả? Là cái này, dĩa này. Dĩa 60. Cái này. Mực rồi đây. Cho anh mỗi mà mua là tôi quýnh hết em. Trời ơi. Chưa nói câu đó vậy thôi chứ phủ đầu ta rồi. Hôm nay chim lên hình luôn hả? Lại chim tôi nữa hả? Ngon không bạn? Trời đất nó ngon phải không? Nói chung là cảm ơn mọi người xem video, chia like cho để cho mọi người. Đó, trò được nướng rồi không ngon. Cái này mình có bán nữa không? Có. Ừ, lấy một cái này với cái này nữa. Con ốc này bán sao? Ốc này bán một hộp gì là 150 ngàn. 150 hả? Có bán lơ bán con, bán con thôi. Bán nửa thì tôi bán nửa cho anh ăn. Cho đó, ăn cho đỡ muốn thứ con rồi chứ. Đồ hải sản ngon không các bạn? Đó. Trời ơi, thấy cô ấy các bạn đang gấp luôn, nướng nghe mùi thơm luôn bạn. Nhìn cô ấy dễ thương không bạn? Trời ơi, ngon quá không? Đó, bây giờ mình dạo đây một vòng đó, cái đầu cái mình vô lại mình ăn, mình review cho mọi người nha. Đó, mình thấy là mình ăn một tập vô mình ăn cái này review cho mọi người xem rồi. Đây một bạn ốc cho bên đây nước lớn nữa, nước vô tới đây luôn. Các bạn thấy không, ngoài này nước nó vô các bạn, nước của này giờ nó tràn ngập luôn, tuyệt vời luôn bạn. Cá mực rồi, cá cam rồi các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ xuống đây quay cho mọi người xem cái nữa. Đó, các bạn thấy đó. Hai thao 250 hả? Ngon quá không? Mặt này nó ngon, ngon ơn luôn. Cá, cho, tôm. Các bạn thấy không? Tôm rau không? Ngon chưa? Đó, rồi, bạn thấy nè. Ở đây ở ngoài Hòn Rơm các bạn thấy là gánh đồ thoải mái luôn. Đó. Mình lấy nước sao nó vô tràn rồi bạn. Chứ mình nhớ cách đây năm ngoái năm kia vậy mình đi vô cũng này là nước đâu có tràn đâu. Hôm nay nước tràn luôn các bạn. Hôm nay nước nó tràn luôn. Đi các bạn thấy không? Đi với trơn té chứ không bị nước các bạn. Đó rồi bạn thấy hải sản không? Nước nó trơn mà nó trơn vô rồi đã luôn. Đi ra tôm bực là ngon. Ngồi dưới nước bán luôn bạn. Đó, các bạn biết ở dưới nước mà ngồi bán này luôn là mình thấy ngon. Quá ha. Ngồi dưới nước. Mình có giờ cảm ơn mọi người nha. Xem video, chia like, chia sẻ cho mọi người. Mình sẽ cố gắng mình quay nhiều món ăn vỉa hè, đường phố rồi. Mình đây đổi món bạn.
Trời ơi, tôm các bạn biết là đa, bún đế là đa số là nổi tiếng, là các bạn biết là còn là những thau, bán thau cũng thúng thau không các bạn, thau không á, bỏ mà thôi. Không được. Đa số là thau không bạn ạ, sát biển luôn bạn không, sát biển luôn. Bạn thấy sát biển luôn, như là mấy mấy năm mình về đây mình thấy là không có nước luôn, năm nay sao nước vô đây luôn ha. Dạ hả? Cái chiều luôn. Đó là hôm nay cái chiều lên nè. Đó, chưa. Đó. Nhưng mà nước lên nữa bạn biết tội cho mấy chị bán rồi đó. Nước lên nó dính. Ừ, ngon quá. Đó, hải sản tươi. Ngon, ốc đẹp. Ồ, wow, còn nặng đấy mà không. Sao sao cái 200 luôn. Ở trong tử lấy bỏ vô luôn hết. Đó là ngon tròn được. Thành ra là thấy không? Đó là thấy rất ngon. Có một lần có ghế ngồi không cô? Ngồi ăn đây luôn hả? Cô nước sơn nắm lại rồi ăn có ghế không? Cô ngồi đây luôn đi. Có bàn hả? Ở đây mình có nước không? Ăn nước hả? Ăn nước, nước vào đũa rồi biến mỡ hành vô luôn nha. Lấy một đũa này với là một cái này nha. Bỏ bị đi, đem lên đây, bỏ bị đi. Rồi bây giờ thấy không? Đó, rồi điệp nướng thành mỡ. Đó, ngon chưa? Đó. Anh ghi cho mình thêm ở hộp cơm mình là các bạn biết không? Mọi người mà muốn đi ra ngoài đây các bạn biết là ăn những hải sản là tươi đâu đó luôn đó, sao nướng mà nghe mùi vị thơm chảy nước miếng luôn bạn. Trời ơi, đang nói mà hai cái miệng nó mép nó chảy nước miếng ra luôn thôi chứ. Ôi đó, sao đã chưa bạn thấy không? Trời ơi, cỡ này vẫn ngon nè. Cô các bạn thấy cô ấy rất là dễ thương. À, mà không có gì cảm ơn mọi người thêm một chéo chia lai chia sẻ cho mọi người nha. Các bạn ra ngoài Hồng Rơm đây là đây Hồng Rơm một hả cô? À Thùy Dương các bạn. Phải Thùy Dương. Phải Thùy Dương các bạn ra đây là cô ấy bán là cô tên gì? Cô tên gì không? Hả? À, cô có tên gì không để ba giới thiệu à, cô Ba các bạn. Ra đây cô Ba bán hải sản nè các bạn thấy không? Hải sản ngon không? Cô ơi này các bạn biết đó, mà đi ra những ngày hội ngày lễ rồi bạn ra đây gia đình rồi ha, tụ tập để bán. Bán rẻ bạn nè. Nhìn các bạn thấy là một dĩa này luôn nè, 30.000 nè bạn nè, bự luôn đó. Còn cái này các bạn thấy không, đó, hai phần này dài là 60.000 mà ăn rồi, ăn đuối luôn á đó. Đó, ngon không? Ờ, con cho một hai con này đi, lấy con hay con ốc qua tỏi đi đó. Mà nghề lấy một miếng được không? Lấy gì này nè? Lấy một miếng thôi. Ừ, ăn miếng với một con đó. Đó bạn thấy không, nóng hổi luôn đó, đang cua ấy nóng lại cho đã bạn. Ồ, đã quá ngon, thơm phức luôn. Nói chung là đầu năm mới thì không năm mới không có gì hơn nha. Cảm ơn mọi người thêm mấy déo chị la chia sẻ rồi. Trời ơi, cái này các bạn thấy tôm hùm nướng nữa nè, bên này nướng tôm hùm nữa, nghe mùi thơm luôn đã không. Ồ, trời ơi, nghe mùi chim không nói nữa. Đó các bạn thấy tôm hùm nướng nè, cá rồi nướng rồi luôn nè bạn. Ôi trời, đậu quá. Ôi, bây giờ mình qua kia mình ăn mình review cho mọi người xem nè. Đó, các bạn biết là đây là bán thao hết luôn, hải sản từ đầu đó luôn. À, quá khách đông mà món ăn cũng ngon bạn. Hải sản tươi luôn. Ở Hòn Rơm Mũi Né các bạn biết nè, những ngày đầu năm rồi. Nói chung là không có gì hơn, mình cảm ơn mọi người xem video, chia like, chia sẻ cho mọi người rồi. Nhớ ủng hộ kênh nha mọi người. Mình sẽ cố gắng mình quay nhiều món ăn vỉa hè đường phố rồi cho mọi người xem rồi cuộc sống xã hội ở Phan Thiết cái Mũi Né quê mình. Đó, đã không? Hello, chào cả nhà nha. Ngày nói đầu tiên đây Tuấn xin kính chúc cô chú chị các bạn một ngày thật vui nhất rồi. Hôm nay ra ngoài Hòn Rơm Mũi Né các bạn.
mình ăn món này mình review cho mọi người xem rồi. Những món ăn vỉa hè thành phố Phan Thiết của mình, những món ăn vỉa hè thành phố cũng như là ở ngoài Mũi Né, Hòn Rơm nha. Còn món này ốc gì vậy cô? Ốc là ốc gì vậy? Hả? Dạ hả? Các bạn biết ở ngoài này mình được thịt mỡ rồi bạn. À, thịt mỡ hai món luôn. Dưới đây một dĩa, các bạn biết là dĩa sò điệp nướng hành mỡ rồi, đúng không? Đó thì các bạn biết ăn cái này là chấm này mắm ớt hả? Mắm ớt nè bạn ạ. À, mắm ớt không? Đây là muối tiêu nè, còn thơm không? Còn nghe mùi thơm chừng nổi bạn. Trước khi ăn nữa bạn thấy mình phải nặng miếng chanh vô. À, nặng chanh tắt rồi vô cho nó chua chua ngọt ngọt đã nè. Ngon quá. Còn có gì hơn, mình cảm ơn mọi người qua xin video thì lại chia sẻ cho mọi người nha. Mình sẽ cố gắng mình quay nhiều món ăn vỉa hè cho mọi người xem. Cuộc sống ở Phan Thiết mình ghé quê mình nè bạn. Đó không? Trò điệp nướng hành mỡ nè, ngon không? À, mời cái nhà nha mọi nhà. Đó bạn biết á, trò điệp ở đây cô bán rất là ngon bạn. Được không? Đó không phải không? Đó. Đó. Quá trời luôn. Nướng hành mỡ bạn. Ngon à, xảo quá. Ngon, cái này thành mỡ bạn. Ngon, ngon. Nói chung là cảm ơn mọi người qua xem video, xin like chia sẻ cho mọi người nha mọi người. Sẽ cố gắng mình quay nhiều món ăn vỉa hè cho mọi người xem rồi. Cuộc sống rồi xã hội ông biết nè. Các bạn biết sau khi bác ăn, đúng không? Ngon á. Đúng thành mỡ. Còn con ốc này bạn biết nó qua nói là con ốc của đinh nước hành mỡ bạn đó ha, bỏ vô mà tui con ốc này ăn hơi dai dai mà nó ngọt bạn, rất ngọt ngon. Nói chung lâu lắm mình mới ăn hải sản bạn, năm nay cuối năm mình chưa ăn. Đây, đầu năm là mình ra đây mình ăn quay review cho mọi người xem luôn. Rồi, đỡ quá. Ở Mũi Né các bạn biết là nổi tiếng nhất là hải sản nè. Mũi Né ra khu du lịch Hòn Rơm các bạn biết là hải sản ở đây là rất là ngon. Ăn tươi luôn. Các bạn muốn có sống hay không đặc biệt là lấy cô rồi gánh rồi đi rồi. Bán rất rẻ. Nãy là mình mua ra bạn nè. Món gì cho ngon cô? Ra con này nè. Có ăn chấm vậy á. Dạ hả? Cô cũng thử bán với cô hả? À. Ngon hả? Trời. Bạn thấy không? Một dĩa như vậy mà có 30 gram ăn rất rẻ. Nhưng mình đi vô mấy quán nhậu các bạn thấy mà vô bán ốc rồi á. Mấy quán ốc mà nhậu á, 30 ngàn đâu có khác mấy con vậy bạn. Mà đây là 30 ngàn các bạn ăn gấp 3 lần luôn. Ăn nãy giờ bạn ăn nãy rồi. Ăn nãy giờ mà chưa hết luôn bạn. Đã luôn. Nướng hành mỡ ăn nó đỡ ngán mà. Còn ốc này các bạn biết á. Con nướng hành mỡ đổ như đậu phộng lô luôn, ăn thơm. Rồi bạn thấy không? Đã không? Đã chưa? Ăn dừa luôn, khỏi cần chấm cũng được bạn. Ăn nát dừa ngon. Ốc này ngon mà. Ốc này rất ngon không? Ngon. Ngon quá. Cô bán đây cả ngày luôn hả? Chiều qua. Dạ hả? Ngày lễ cái đồ có nghỉ không? Dạ. Ngày lễ này rồi có nghỉ không? Hay là bán luôn? Ngày làm bán hả? Châu ra ngày mệt khổ luôn thôi. Nhà cô gần đây không? Chợ Mũi Né hả? Ngon hả mọi người? Ốc nướng hành mỡ. Các bạn biết ở Hòn Rơm Mũi Né bạn biết Thùy Dương. Bạn ra bãi bấm bãi tắm của Thùy Dương đó bạn. Ở dưới là bờ biển nè. Bán hải sản tươi. Rẻ tươi mắm. Ngon lắm bạn. Nói chung là cảm ơn mọi người xem video thì đang chia sẻ mọi người. Cố gắng mình quay nhiều món ăn vỉa hè thành phố Phan Thiết cho mọi người xem nha. Ngon quá.
để con nắp mình to nó bọc bằng tưởng ăn không thả nữa, ăn hai món này no luôn bạn. Đó làm sao không để chán mà mình là ai dữ luôn bây giờ dạng là chết đói rồi 3 năm. Chung mà nền du lịch bây giờ các bạn biết năm nay là tháng này là tháng du lịch Bình Thuận nha, ở Bình Thuận đây là tháng du lịch này. Có Bình Thuận có một cái tháng này gọi là tháng du lịch, các bạn biết tháng du lịch này là những tại sao gọi du lịch, các bạn biết không? Du lịch đó là môi trường sạch, bờ biển rồi phải sạch đẹp. Mọi cũng như là mấy chú rồi đi dọn rác rồi rất là đẹp, sạch sẽ rồi gọi là tháng du lịch ngon lắm mọi người. Mười tháng còn mà còn được ăn cả ăn mình nó ngọt cho các mấy bữa là mình nhớ cái năm nào là cái mấy năm mình tới đây là hát karaoke rồi hát hò quá trời luôn mà năm nay giờ này hình như là chưa đủ đồ sao chưa hát rồi. Mọi người muốn ra đàn phải sẵn là ngồi thoải mái là ghế ta không tính đâu, phải sẵn tính luôn, nước non muốn đêm và mình muốn ăn gì là đem theo cũng được luôn, thoải mái lắm, chủ yếu mua hải sản ăn thôi mà giá mềm mà ăn nó giá rẻ. Ngon quá. Con ốc này mình tưởng nó dở nhưng mà ăn thịt nó dai nhớt hương mà. Nó ngọt mà dai á, ăn nhớt hương luôn. Rồi. À mọi người bạn biết không? Cảm giác mình thấy trong bữa đã luôn. Cái bước tiêu của bạn mà cô ấy làm á, chấm nó ngọt ngọt, chua chua ngọt đã. Mình bỏ thêm miếng tắc nữa thơm. Con ốc này bạn biết không? Tôi lấy cái ruột ra hết rồi, lặt ra hết nè, bắt đầu bỏ vô nướng thành mỡ nè. Cái đuôi tôi bỏ hết luôn. Nằm cái đầu không? Nó ngon rồi. Nhỏ nhỏ thôi mà nó thịt không bạn? Được không? Nó nhỏ xíu rồi. Mà thịt mình không? Rồi, ngon. À. À. Quá đã. Mà không hết bạn. Không có gì hơn à. Cảm ơn mọi người qua xem video, chia like chia sẻ cho mọi người rồi. Mình sẽ cố gắng mình quay nhiều món ăn vỉa hè rồi cho mọi người xem rồi sống xã hội cho mọi người. Năm nay đầu năm không có gì hơn, muốn chúc mọi người cũng như mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống rồi. Nói chung là sức khỏe là chính nha mọi người. Thì nói chung mình cố gắng mình quay cho mọi người xem những video mới rồi sống xã hội. Mình muốn ăn lạ rồi món ăn vỉa hè rồi nha. Thôi bây giờ mình chốt video nha. Rồi mong mọi người ngày vui vẻ nha, và hạnh phúc nha bạn. Mình sẽ chốt video đây, mình sẽ cố gắng mình quay video mới khác cho mọi người xem nha mọi người. Rồi bye bye nha mọi người. À, ngon quá, ngon luôn. Đấy, mọi người thấy không? Cái hải sản của Thiết thì các bạn biết ở đâu cũng ngon. Mà nói về nó mọi người thấy không? Quán mà đồng đen cái này bạn. Rồi quán nhậu mà đông kiếp luôn thôi đó. Những ngày đầu năm coi như Quý Mão nha bạn. Thì có gì không? Cảm ơn mọi người nha. Xem video chia like chia sẻ cho mọi người rồi sẽ cố gắng mình quay nhiều món ăn vỉa hè đường phố không thiết cho mọi người xem nha mọi người.
Nói chung là các bạn biết vườn Bồ Đề ở Phan Thiết á, đi ra Bồ Đề là cỡ hai mấy cây số thôi bạn. Hải sản là từ đâu đó luôn. Ở ngoài kia các bạn thấy là ngoài đó là ngoài hòn rơm, biển hòn rơm Thì Dương, bãi tắm Thì Dương bạn. Tắm rất là sạch sẽ mà năm những ngày này, mấy ngày nay là nước thủy triều lên á, vô sát luôn. Ảnh hưởng cho những người buôn bán ở dưới bạn, đi là gánh rồi lên vất vả, khó khăn mà đi nước không. Thì bây giờ mình không có gì hơn, mình cũng cố gắng mình hơn quay mớ bị déo rồi. Mình like chim cho mọi người xem rồi. Đó các bạn ha, ăn xong hết rồi bạn. Rồi nó ngon quá, ăn hết luôn rồi. Nó ngon. Thôi cảm ơn mọi người nha, chốt vui vẻ mọi người. Thôi bây giờ mình về thôi cả nhà. Thôi mình đi về thôi. Thôi cảm ơn cái gì cả nhà nhiều nha. Bây giờ bắt đầu mình về.